hay cắm vào bàn mixer. Đây, cái phiên bản mới này nó chỉ có chữ bit ở đây thôi. À thế ạ. Đây. Còn một số phiên bản cũ thì là nó có chữ bit binary. À. Đây ví dụ đây là cái đời này, đời 2013 và 2012 thì nó có cái chữ bit binary đây nhìn thấy không? Rồi. Đấy. À. Nó cũng đều là chính hãng thôi nhưng mà nhiều người cứ bảo hỏi tại sao cái của em lại có mỗi chữ bit mà có cái thì lại bit binary. Thì nó là như thế phân biệt cái đời của em đời sản xuất năm 2014. Vâng. Trở về đây thì nó sẽ là chữ bit không thôi. À. Vâng. À. Với cả cái phiên bản cũ ấy thì nó có cái khăn lau ở đây. À. Nhưng mà phiên bản mới nó bỏ cái khăn lau rồi. Với cả cái catalog của nó cũng thay đổi. À. Logo màu đen. À. Đây và khi mà mình lật cái tai nghe này lên này, ở phía bên tai L, bên tai trái thì nó có một cái series ở đây gồm 4 chữ số, 4 ký tự. Đây. Đây, đây gọi là series máy. À. Còn cái series ở trên cái tem series dán ở trên vỏ hộp này thì em về em lên trang chủ Bitbinary em vào cái phần đăng ký ấy, đấy thì em nhập cái mã series vào thì nó sẽ xác nhận cho em nó là hàng chính hãng. Em check. Còn trên mỗi một cái tai nghe nó đều có một cái ký tự series gồm 4 chữ số khác nhau. Cái này dùng thì lưu ý, em lưu ý nhá, là khi mình gập lại thì mình gập theo đúng chiều. Thì mình tập thói quen là bên R thì cầm bên tay phải, bên L thì là bên tay trái. Khi mà gập vào thì mình xoay theo cái chiều mà hướng qua thân người. Hướng qua thân người như này này. Mình hướng qua thân người này thì sẽ không bị nhầm. Tại vì nhiều bạn nên kiểu mới dùng ấy cũng không biết là xoay theo chiều nào. Nếu em mà xoay ngược chiều thì đến đây thôi. Nhưng mà nhiều bạn cứ nghĩ là nó bị zip, nó cứng, cố xoay. Đấy thì nó sẽ đứt dây. Thì mình lên tập thói quen là như thế. Bên L thì là cầm bên tay trái, bên R cầm bên tay phải và cứ theo cái thói quen là gập vào phía thân người như này. Thế thôi, nó chỉ đơn giản đấy. Mới cả cái này thì dùng có một cái lưu ý đặc biệt, đó là khi mà em kéo ra như này đừng kéo nó giãn ra hết cỡ. Đấy, nó không như là những cái dòng, ví dụ như là dòng solo. Đấy, dòng solo thì nó có thể bẻ ra được thẳng, nhưng mà cái dòng Bitmix này thì nó chỉ giới hạn ở một mức nào đó thôi. Đấy, cho nên là lưu ý cho anh vấn đề này nhá. Còn đâu là rất tốt, không còn gì cả. Em cảm ơn. Đấy, em test.